Thưa quý vị, đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương đầu tiên tại Việt Nam thí điểm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và nói không với túi ni lông. Hoạt động này không chỉ lan tỏa về việc bảo vệ môi trường mà còn mở ra cơ hội lớn trong phát triển du lịch bền vững. Đây cũng là tiền đề để Hội An định hướng phát triển các mô hình du lịch bền vững, góp phần tạo nên thương hiệu xanh cho ngành du lịch ở Quảng Nam. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, khu nghỉ dưỡng này đã theo đuổi hành trình bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường và thực hành chương trình giảm thiểu rác thải nhựa. Mới đây, khu nghỉ dưỡng đã chính thức công bố không còn rác thải nhựa ra môi trường và không còn đồ nhựa dùng một lần trong quá trình vận hành, đồng thời trở thành khách sạn không rác thải nhựa đầu tiên tại Việt Nam. Khi mà mình đã công bố rằng khách sạn chúng tôi là khách sạn không rác thải nhựa, thì rõ ràng chúng tôi tự đặt mình vô trong một cái áp lực rằng là phải luôn luôn duy trì nó như vậy. Bởi vì thực sự ra nó cũng có rất là lợi cho doanh nghiệp, bởi vì một khách sạn không rác thải nhựa là một cái minh chứng rằng khách sạn này rất thân thiện môi trường và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng du lịch có trách nhiệm. Ở đây cũng là một cái khu nghỉ dưỡng đầu tiên tiên phong trong cái việc là nói không với rác thải nhựa. Tôi nghĩ rằng là sắp tới sẽ là cái mô hình này sẽ có cái ý nghĩa quan trọng, là một cái thông điệp để truyền thông đến tất cả các cộng đồng doanh nghiệp du lịch nói chung cũng như các khu nghỉ dưỡng, khu resort sẽ định hướng cho những cái sản phẩm du lịch của mình không sử dụng rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, và phát triển du lịch xanh theo cái định hướng chung của tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có hơn 20 đơn vị đăng ký thực hiện bộ tiêu chí du lịch xanh tham gia dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam, được thực hiện trong giai đoạn 2023-2024. Riêng thành phố Hội An hiện có rất nhiều mô hình du lịch xanh được thí điểm thực hiện thành công. Ngoài ra, hàng chục doanh nghiệp của thành phố đã ký cam kết nói không với rác thải nhựa. Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất từ 70-100 đơn vị nhận chứng nhận du lịch xanh. Đây là nền tảng để Hội An sớm được công nhận là điểm đến du lịch xanh. Xu hướng là gọi là du lịch xanh thì đang là càng ngày nó sẽ càng trở nên là một trong những cái hướng đi là rất là cần thiết và quan trọng, không chỉ riêng Hội An mà tôi nghĩ là ở những cái nơi khác cũng đều phải hướng đến cái mục tiêu này. Hiện nay cái bộ tiêu chí phát triển du lịch xanh của tỉnh Quảng Nam rất cụ thể, có rất nhiều tiêu chí. Tôi tin là chúng tôi cần phải truyền thông nhiều hơn nữa để mọi người dân, mọi du khách, mọi nhà đầu tư hiểu được và cùng tham gia với chính quyền để làm sao du lịch của tỉnh Quảng Nam là xanh hóa toàn bộ trong tương lai. Mới đây, tỉnh Quảng Nam đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước công bố bộ tiêu chí du lịch xanh cho các đơn vị lữ hành, lưu trú, nhà hàng, điểm đến và xây dựng các sản phẩm du lịch xanh để phục vụ du khách như tham quan điểm đến xanh, giới thiệu quà lưu niệm tái chế từ rác thải, qua đó hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch xanh quốc gia.